Chào các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Hôm qua thì có được các bạn bè chỉ cái cách live stream, và tôi nghĩ rằng là để trả lời cái câu hỏi của các bạn thì chắc chắn là tôi sẽ sử dụng cái hình thức live stream để nhanh hơn, và nó sẽ tương tác với giữa độc giả của kênh YouTube. Hôm nay thì có một bạn gửi tới chương trình Nhưng Ta Phải Biết Luật Ta như thế này. Chị ơi, cho em hỏi, cách đây 2 năm bố mẹ em có mua cho hai vợ chồng một mảnh đất đứng tên hai vợ chồng. Có cách nào chứng minh đó là tài sản cho riêng không ạ? Câu hỏi này ngang dại đó. Chúng ta sẽ đặt cái tên có video là tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Cái tên tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân thì các bạn cũng biết rồi. Tôi và ông chồng tôi kết hôn từ năm 2000. Tuy nhiên tới năm 2005, tôi nhận chuyển nhượng một cái quyền sử dụng đất. Đứng tên một mình tôi thôi. Tôi bảo rằng là: anh ơi, anh cam kết nha, tài sản này là tài sản riêng một mình em. Để hai ba bữa nữa là nói là chung là em không đồng ý. Và thế là ông xã tôi đồng ý. Sau này nếu tài sản này được đem ra giao dịch, gồm có mua bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp, thì khi có một cái văn bản cam kết tài sản riêng thì chỉ cần một mình định đoạt. Câu hỏi bạn đưa ra cho tôi gồm hai vế. Thứ nhất, bạn cho rằng tặng cho riêng hai vợ chồng, bạn ạ, khó. Chị ơi, bố mẹ em có mua cho hai vợ chồng đứng tên cả hai vợ chồng, bạn thấy không? Một cái dữ liệu đưa ra hoàn toàn khó. Tôi không rõ là bạn và là vợ hoặc chồng thì bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ tặng, và đã được xem là đứng tên cả vợ và chồng thì chỉ có một cách duy nhất. Tôi đặt giả sử nếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó đã đứng tên hai vợ chồng, cách duy nhất người chồng sẽ cam kết đây là tài sản riêng của vợ, hoặc người vợ sẽ đến thỏa thuận đây là tài sản riêng của chồng. Tôi lặp lại nha, nếu trong trường hợp tài sản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã đứng tên hai vợ chồng thì trên nguyên tắc mỗi người được 1/2. Luật là nó là như vậy. Và sau đó bạn và cùng chồng hoặc vợ mình đến phòng công chứng lập một cái văn bản gọi là thỏa thuận tài sản riêng chung trong thời kỳ hôn nhân. Và tại phòng công chứng có một cái văn bản đó. Thì trong văn bản nó nôm na như thế này bạn ạ. Trong văn bản nó có nôm na rằng tôi là A, tôi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên quyền sử dụng đất này là quyền sử dụng đất này là của vợ hoặc chồng tôi. Thì như vậy bạn sẽ mới có đủ toàn quyền định đoạt. Tuy nhiên là tôi cho rằng bạn sẽ không dám khi mà bây giờ bắt người vợ hoặc người chồng mình đến phòng công chứng để cam kết. Tôi cho rằng bạn không dám để yêu cầu anh ơi hay là em ơi đi ra phòng công chứng để thỏa thuận đây là tài sản chung riêng trong thời kỳ hôn nhân. Một ý nữa tôi hiểu bạn nói rằng đây là tài sản được bố mẹ ruột của bạn tặng cho. Thì bạn có quyền được xem là tài sản riêng. Tuy nhiên cái ý chí của bạn tại thời điểm cách đây 2 năm, bạn đã yêu cầu bố mẹ ruột của mình tặng cho mình rồi, tặng cho cả hai vợ chồng rồi. Cho nên cái điều này
Nếu bạn thực sự cho rằng đây là tài sản được tặng cho riêng một mình tôi, thì hãy cố gắng mạnh dạn thỏa thuận trước khi có tranh chấp xảy ra. Còn nếu như trong trường hợp không, thì chúng ta hãy để vậy. Vì tôi cũng thuộc phong tục Á Đông, tôi không có ý định sẽ nồi da xó thịt gia đình bạn. Và câu trả lời của tôi trong trường hợp này, nếu bạn có một cái sự thỏa thuận, bạn dám nói thẳng với người vợ, người chồng mình rằng chúng ta sẽ đến phòng công chứng và quyền sử dụng đất này là bố mẹ ruột của em, của anh tặng cho riêng cá nhân một mình, cho nên xin được trở lại về bản chất đó. Thưa quý vị và các bạn, phong tục Á Đông thì rất khó khăn trong việc chứng minh tài sản chung và tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Tôi nhớ có một số cái video trên mạng thì ở luật của Hoa Kỳ thì rất là rạch ròi giữa tài sản riêng và tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Để khi chúng ta khi mà chúng ta còn độc thân thì chúng ta đã đưa ý chí của chúng ta vào tài sản chung, tại vì lúc đó còn yêu mà. Bây giờ thì hậu quả thì sau khi mà đường ai nấy đi thì cảm thấy rằng là công sức mình trong cái khối tài sản đó rất là nhiều. Và như vậy cũng rất là nhiều lần tôi đã tư vấn cho khách hàng trong cái cơm không lành canh không ngọt, và họ đã có những cái động tác công sức nhiều hơn trong thời kỳ hôn nhân. Cảm ơn một cái vị độc giả nào đó đã tin tưởng và gửi những cái câu hỏi đến cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Thông qua câu hỏi này cũng là câu trả lời cho tất cả các bạn trong cái chương trình, để chúng ta hiểu thêm kiến thức tài sản chung, tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.